Trời ơi, không biết chơi thiệt á hả? Đợi tí. Trời ơi, đang giờ chơi game mà bắt người ta phú. Đang nhìn vào bộ bài. Con đang học đại học cô ơi. Dạ. Con cũng học bên đây luôn hả? Dạ, biết rồi.
cái cổ bên đây phải không? Bác Thịnh không? Không. Ông mới bắt cho anh lên. Đường dây mới rỡ hết rồi.
you. Hả? Ấy là phải tắt đi. Ừ. À mà mình nhảy xíu, mình nhảy xíu. Đấy là nó dậy nó mới được. Coi như là tôi là người. Cái gì cũng vậy, nhìn thấy cái chuyện đó. Giờ nhẹ nhàng nha, lúc vài bữa ra đường á cũng vậy. Cũng đi vậy. Rồi rồi cái là nó lại ra là sao bữa nói bữa nay nói cho nên nói gì đâu. Không biết bao nhiêu lần tự do còn lái nè ăn không ăn em em bữa trước hay năm ngoái có phút xo đeo vào đầy người giờ ổng theo đem đóng luôn đeo gì đâu chứ đeo cho nó thiệt á. Ôi sao mẹ mày trắng dữ rồi sao mà mày tao chưa thấy giống ba nó đeo giống ba đó nè. Ủa mọi trời ơi thấy má mày tao bật được không trời ơi.